tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng như lai đều nghĩ rằng như lai chỉ hiện ở trước mặt mình tùy tâm ưa thích của họ mà vì họ thuyết pháp tùy theo địa vị của họ khiến cho họ được giải thoát tùy theo sự giáo hóa mà khiến cho họ thấy được thân phật mà thân như lai không có sự phân biệt không có sự hí luận việc làm lợi ích đều được rốt ráo phật tử đó là tướng thứ sáu của thân như lai các đại bồ tát nên thấy như vậy lại nữa, Phật tử ví như Đại Phạm Thiên Vương trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, dùng chút phương tiện hiện thân mình khắp Đại Thiên Thế Giới, tất cả chúng sinh đều thấy Phạm Vương hiện tại ở trước mặt mình, mà Phạm Vương đó cũng chẳng phân thân, không có đủ thứ thân. Phật tử chư Phật như Lai cũng lại như thế, không có phân biệt, không có hí luận, cũng chẳng phân thân, không có đủ thứ thân, mà tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh thị hiện thân mình, cũng chẳng nghĩ rằng hiện bao nhiêu thân phật tử đó là tướng thứ bảy của thân như lai các đại bồ tát nên thấy như vậy lại nữa, Phật tử ví như y vương khéo biết các thứ thuốc và các chú luận trong diêm phù đề hết thảy các thứ thuốc, dùng không hết được, lại do nhờ sức các căn lành đời trước, sức chú đại minh, làm phương tiện nên các chúng sinh thấy được bệnh đều lành khỏi. Đại y vương đó biết sắc mạng chung bèn nghĩ như vậy, ta mạng chung rồi tất cả chúng sinh không chỗ nương nhờ, nay ta nên vì họ hiện phương tiện bấy giờ vị y vương hợp thuốc lại thoa thân mình sức trì minh chú khiến cho sau khi mạng chung thân không tan rã không héo không khô oai nghi thấy nghe chẳng khác gì lúc còn sống phàm có ai chữa trị đều được lành khỏi phật tử như lai ứng tránh đẳng giác vô thượng y vương cũng lại như thế trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp luyện trị pháp dược đã được thành tựu Tu học tất cả phương tiện khéo léo sức chú đại minh đều đến bờ bên kia khéo hay trừ diệt các bệnh phiền não của tất cả chúng sinh và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp thân phật thanh tịnh không có tư lự không có động dụng tất cả phật sự chưa từng ngừng nghỉ chúng sinh thấy được các bệnh phiền não đều được tiêu diệt Phật tử đó là tướng thứ 8 của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như biển cả có báu mani lớn, tên là tập tất cả quang minh tỷ lô giá na tạng. Nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh này, đều đồng với màu sắc đó, nếu có ai thấy được, thì mắt được thanh tịnh, tùy chỗ quang minh đó chiếu đến, mưa xuống báu mani tên là an lạc khiến cho các chúng sinh lìa khổ được vui thích.